chào mừng lễ công bố xã Ngọc Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng do đội văn nghệ xã Ngọc Mỹ và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện biểu diễn. Mở đầu là màn hòa tấu chiêu mường do nghệ nhân xã nhà thể hiện. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Tiếp theo chương trình là bài hát Lá cờ Đảng, sáng tác Văn An, trình bày Hoàng Việt và Tốt Búa. Trong tay ta đang nở hoa kết trái, còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đón hân hoan một niềm tin, trong đêm đen lá cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh, thấm máu đào lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim, với dân dư vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn lòng tin yêu, cờ đảng gọi ta đi tới
đắp xây nước non đẹp tươi. Bao vinh quang là cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh. Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim, với dân dư vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn trọn lòng tin yêu. Cờ đang gọi ta đi tới đắp xây nước non đẹp tươi. Đất nước vốn ngàn năm ôi tự hào, biết mấy hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đón hân hoan một niềm tin trong đêm đen, lá cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh. Thắm máu đào lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim, với dân dư vẹn trọn chữ hiếu, với đảng vẹn trọn lòng tin yêu. Cờ đang gọi ta đi tới đắp xây nước non đẹp tươi. Bao vinh quang là cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh. Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim, với dân dư vẹn trọn chữ hiếu, với đảng vẹn trọn lòng tin yêu. Cờ đang gọi ta đi tới đắp xây nước non đẹp tươi. Trọn đời lòng ta gắn bó bước theo cờ đảng. Tiếp nối chương trình là bài múa Chung tay xây dựng nông thôn mới do Tôm Nữ biểu diễn. Chung sức góp công đồng lòng xây lên khu dân cư kiểu mẫu, xây lên những khu vườn đẹp. Nên đường trường trạm rộn rã khang trang, hoa vang đồng xanh lúa tôm, miền quê đang sống trai gái vui hẹn hò. Nào bạn ơi, ta chung sức đồng lòng, ta bỏ thói quen làm theo nếp cũ, làng quê chủ phú sẽ sống đầy niềm tin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với người nông dân, chung sức góp công đồng lòng, xây lên khu dân cư kiểu mẫu, xây lên những khu vườn đẹp. Miền đường trường trạm rộn rã khang trang, hồ quang đồng xanh lúa thóc, miền quê đang xuân trai gái vui hẹn hò. Nào bạn ơi, ta chung sức đồng lòng, ta bỏ thói quen làm theo nếp cũ, làng quê chủ phú sẽ sống đầy niềm tin. Cùng dân xây, quê nông thôn ngày mới, đời đường phơi phới hoa trái mùa đông đông. Tiếp theo chương trình là bài múa Suối Nguồn do Tôm Nữ biểu diễn. Thank you.
Tiếp nối chương trình là bài hát Lối về bản em, sáng tác Trần Hoàng do Tôm Nữ trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo chương trình là bài hát bài ca xây dựng nông thôn mới, sáng tác Ngọc Khuê, do toàn đội biểu diễn. Kính thưa quý vị đại biểu, chương trình văn nghệ chào mừng đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công, tốt đẹp.